Chào mừng mọi người đã quay lại đến với Sakito Good Room. Cái này thì sẽ có một skill tiếp theo về skill mùa xuân Flower Power sức mạnh bông hoa. Chúng ta sẽ phải thu thành những loại biểu tiêu bông hoa này, có thể mở khóa Green Seed và Farming Tome. Three, two, one, go! Tăng tốc. Hoàn thành. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là đừng kế hoạch đừng va sàn những loại mũ, máy bay và năng châm. Bắt đầu. Là chỉ là nhiệm vụ trong 60 giây thôi. Bóp phích. Thank you.
bắn lướt. Ôi hết đứa rồi. Sóng biển. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn trận ở đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những video tiếp theo. Tạm biệt.